Tại văn bản góp ý về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vừa gửi tới Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án đã thống nhất đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam theo kịch bản 3. Theo đó, đường sắt Bắc Nam theo kịch bản xây mới đường đôi, khổ ray 1.435mm, khai thác tàu chở khách và dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu, tốc độ thiết kế 350 km/h. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 68,98 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được làm mới hoàn toàn với 60% là cầu, 10% hầm, 30% chạy trên nền đất. Toàn tuyến có 23 ga khách, 5 khu tập kết, sửa chữa, bảo dưỡng, 40 cơ sở bảo trì hạ tầng, 5 ga hàng, 4 depo, 28 km tuyến nối ga. Dự án cần mua sắm 74 đoàn tàu động lực phân tán với 1.184 toa xe. Năng lực chạy tàu đáp ứng 175 đôi tàu một ngày đêm, vận chuyển khoảng 133,5 triệu hành khách một năm và 20 triệu tấn hàng hóa một năm.